cần lộ trình cho cây xăng xuất hóa đơn điện tử. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 14 tỷ đồng tiền thuế từ xổ số kiến thiết. Cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Bát nháo tình trạng gửi xe khu vực xung quanh bến xe miền Tây. Câu chuyện độc đáo, mô hình trồng lúa trong chậu để trang trí. Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, để thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử, hàng chục ngàn cây xăng sẽ phải đầu tư hệ thống phần cứng lẫn phần mềm lên tới hàng tỷ đồng. Rất nhiều cây xăng không thể đáp ứng điều kiện này trong thời gian ngắn, có nguy cơ phải đóng cửa khi xin cấp lại giấy phép. Vì vậy, lộ trình do Bộ Tài chính soạn hướng dẫn thực hiện Nghị định 80 mà chính phủ mới ban hành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh xăng dầu thời gian tới. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng cho rằng việc áp dụng quy định về hóa đơn điện tử là quy định của nhà nước nên họ sẽ tuân theo, nhưng cần có thời gian và lộ trình phù hợp. Trong khi đó, hầu hết người dân hiện nay mua xăng không có nhu cầu lấy hóa đơn, nên việc lắp đặt thiết bị chủ yếu phục vụ công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Ngày 18 tháng 11, ông Võ Điền Trung Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Ngư Nghiệp, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, giá cá chẽm so với 2 tháng trước giảm từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Hiện thương lái mua vào chỉ với giá 55 đến 60.000 đồng một ký. Ông Dũng cho biết giá thành nuôi cá chẽm từ 60.000 đến 65.000 đồng một ký. Giá bán cá hiện thấp hơn giá thành nên người nuôi lỗ nặng. Nguyên nhân do xuất khẩu khó khăn, đầu ra không thuận lợi nên đành chấp nhận, ông Dũng nói. Một doanh nghiệp thu mua cá cho biết ngoài xuất khẩu gặp khó, hiện các nước như Thái Lan, Malaysia sau khi nuôi tôm không lời đã chuyển đổi một số diện tích sang nuôi cá chẽm. Họ đang vào mùa thu hoạch, sản lượng lớn, chi phí giá thành cũng thấp nên một số nước cắt đơn hàng từ Việt Nam. 10 tháng đầu năm, số thu thuế từ xổ số kiến thiết tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 4.370 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng đến 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 14,5 tỷ đồng tiền thuế từ phát hành vé số. Xổ số kiến thiết cũng là một trong những nguồn thu hiếm hoi vẫn tăng trong bối cảnh nhiều nguồn thu sụt giảm vì tình hình kinh tế khó khăn. Theo số liệu của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng tháng 10, số thu từ xổ số kiến thiết tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 839 tỷ đồng, bằng 110,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, thu thuế từ xổ số kiến thiết thu được 4.370 tỷ, đạt 109,3% dự toán. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, nguồn thu từ xổ số kiến thiết tăng ở nhiều địa phương và phần nào bù đắp cho những khoản thu khác bị sụt giảm trong bối cảnh hiện nay. Xin được chuyển sang các phần tin khác. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11, câu lạc bộ Sài Gòn Cat tổ chức cuộc thi WCF Current Jubilee Cat Show tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi này được tổ chức quy mô cấp quốc tế nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của Liên đoàn Mèo Thế giới World Cat Federation. Cuộc thi năm nay có 91 bé mèo đến từ Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tham gia. Để tìm ra hoa hậu mèo, những bé mèo đoạt giải khi tham gia các cuộc thi quốc tế sẽ được nâng hạng theo quy định của Liên đoàn Mèo Thế giới. Chương trình này ngoài mục đích chọn ra những bé mèo xuất sắc, đồng thời chương trình cũng góp phần nâng cao phong trào nhân giống mèo thuần chủng tại Việt Nam, giúp người yêu mèo có cái nhìn đúng đắn hơn về những mèo và cũng thúc đẩy nhiều ngành nghề khác liên quan như là thức ăn cho thú cưng, chăm sóc thú cưng như là tắm gội grooming, chăm sóc lông cho thú cưng trong những dịp trong những cuộc thi như thế này. Mục đích của cuộc thi này còn góp phần nâng cao phúc lợi dành cho mèo, phát triển cộng đồng mèo thuần chủng ở Việt Nam. Ban giám khảo cuộc thi WCF năm nay gồm các giám khảo đến từ các nước châu Âu có chuyên môn như Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha.
Tôi nghĩ đây là một cuộc thi rất bổ ích dành cho những người yêu thích mèo và yêu thích niềm vui. Tôi nghĩ là tôi thích cuộc thi do Sài Gòn Cat Club tổ chức. Nó thành công vì kết nối mọi người lại với nhau ở những nơi khác nhau, từ Thái Lan, Malaysia và cũng như những người Việt Nam. Tiêu chí đánh giá bé mèo dựa vào ngoại hình, sức khỏe, độ thân thiện, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của Hiệp hội Mèo Quốc tế. Cuộc thi sẽ được câu lạc bộ Sài Gòn Cat tổ chức định kỳ hàng năm, tạo điều kiện cho những người yêu mèo được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Thời gian qua, nhiều người bức xúc về tình trạng cò gửi xe ngang nhiên hoạt động ở bến xe miền Tây, đón đầu chèo kéo khách ra gửi xe ở bãi ngoài bến với giá cao. Hoạt động này nhộn nhịp hẳn lên khi bãi gửi xe trong bến đang trong thời gian sửa chữa. Thời gian qua, nhiều người bức xúc về tình trạng cò gửi xe ngang nhiên hoạt động ở bến xe miền Tây, đón đầu chèo kéo khách ra gửi xe ở bãi ngoài bến với giá cao. Hoạt động này nhộn nhịp hẳn lên khi bãi gửi xe trong bến đang ở trong thời gian sửa chữa. Theo ghi nhận, ở bến xe miền Tây luôn có khoảng 4-5 người chạy xe máy rảo liên tục. Những cò gửi xe này cho biết muốn gửi xe ở bãi ngoài bến bao lâu cũng được, cứ nhân số tiền lên theo ngày gửi xe với 30.000 đồng một ngày. Mức giá này cao gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại của bãi trong bến xe miền Tây. Giá gửi trong ngày là 4.000 đồng một lượt, giá gửi qua ngày là 10.000 đồng một lượt. Thậm chí có trường hợp còn bị lấy tiền gửi xe qua đêm đến 60.000 đồng. Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc bến xe miền Tây cho biết, bãi gửi xe máy của bến xe miền Tây có tổng sức chứa khoảng 4.000 chỗ nhưng đang sửa chữa nên chỉ có thể nhận giữ 3.000 xe. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành sau 1 tháng nữa. Trong thời gian tới, bến xe sẽ cho lực lượng bảo vệ kiểm tra nghiêm, yêu cầu các đối tượng cò gửi xe ra khỏi bến để tránh tình trạng chèo kéo từ trong bến. Liên quan vấn đề trên, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết, thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra và xử lý các bãi xe chưa có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, xử nghiêm các hộ gia đình tự lập bãi gửi xe. Ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở chuyên chế biến mỡ heo bẩn. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Vân, 54 tuổi, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Tại đây, tổ công tác phát hiện một nồi lớn mỡ lợn có màu đen kịt đang được nấu trên bếp lò. Ngoài sân có xe tự chế 3 bánh chất đầy túi ni lông đựng mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh khu vực chế biến mỡ lợn có 5 bao tải đựng tóp mỡ có màu nâu đen. Tổng trọng lượng sản phẩm mỡ lợn thu giữ được khoảng 500 kg. Tại thời điểm kiểm tra, bà Vân không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc sản xuất chế biến mỡ lợn. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức thu giữ để tiêu hủy số mỡ lợn nêu trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý bà Vân theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày qua, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên yêu cầu doanh nghiệp di dời vật liệu gồm đá hộc, cát xây dựng trên bờ kè chống xói lở, nhưng doanh nghiệp phớt lờ chưa thực hiện. Nhiều ngày qua, người dân sống cạnh bờ kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bày tỏ bức xúc trước việc một doanh nghiệp tự ý tập kết vật liệu xây dựng như đá và cát xây dựng trên bờ kè. Dân đã báo lực lượng chức năng có đến kiểm tra, nhưng nhiều ngày trôi qua mà các đống đá cát ấy vẫn chưa được di dời. Sáng ngày 18 tháng 11, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại đây có hàng trăm tảng đá hộc đủ kích thước từ lớn đến nhỏ xếp chồng lên nhau kéo dài hơn 200 m. Gần đó là những đống cát xây dựng cao chừng 2 m. Khu vực này còn được lắp đặt camera quan sát hướng thẳng về phía tập kết khoáng sản. Một người dân gần đó cho biết cách đây vài ngày có thấy lực lượng chức năng xuống kiểm tra khảo sát, tuy nhiên số đá hộc, cát xây dựng này vẫn nằm lì ở đây khiến việc lưu thông qua lại tiềm ẩn nguy hiểm. Thưa quý vị, trước nay chúng ta đã quá quen với việc dùng những chậu cây cảnh, chậu hoa để làm tiểu cảnh cho các lễ hội, khu du lịch hoặc trang trí nhà cửa vào dịp Tết. Thế nhưng hiện nay, những chậu lúa trĩu bông đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các dịp lễ hội, góp thêm một sản phẩm hoa kiển độc lạ và không kém phần ý nghĩa để khách hàng lựa chọn. Trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị khán giả sẽ cùng tìm hiểu về cách làm mới mẻ này, quý vị nhé! Một nông dân ở Hậu Giang đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình gieo trồng lúa trong chậu, trước mắt là phục vụ cho Festival Lúa Gạo Quốc tế năm 2023. Sau đó là mong muốn loại hình này
sẽ làm phong phú hơn cho thị trường hoa cảnh dịp Tết. Hiện nay, 10.000 chậu lúa của ông Trần Văn Triệu, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã bước vào giai đoạn sắp làm đồng. Lúa sẽ trổ đều, đẹp trong khoảng từ 65 đến 70 ngày. Đây là lần đầu tiên ông trồng thử nghiệm 5 giống lúa trong chậu là IR50404, OM5451, RVT, Đại Thơm 8, OM18. Đó giờ chưa có xạ cho trên mặt đất này thì nó khó một cái là mình không biết nó ở trọng là cái lượng phân như thế nào. Trong cái mùa gieo xạ này đó, là chân cái đợt mưa bão, nước đó, trong chậu này là lúc nào nó cũng đầy hết. Mà mình xạ vô nếu mà nước đó, thì nó chết. Mà nếu gặp nắng á, thì nó cũng chết tại do luộc mộng. Rồi cái gãy phân á, cũng phải cân đối, cũng phải gãy từ từ. Phải kiểm tra nó qua lá, rồi gốc rễ này nọ, nó coi nó có bị ngộ độc chất gì không. Được biết, trước đây đã có một vài lễ hội dùng chậu lúa để trang trí. Tuy nhiên, đó là lúa được trồng ngoài đồng. Khi đến ngày hội thì được người dân bứng vào chậu để đưa đi làm tiểu cảnh trang trí. Vì vậy, bông lúa trong từng chậu thường trổ không đều và cây cũng dễ bị ngã đổ trong quá trình vận chuyển hoặc khi gặp gió lớn. Nhằm khắc phục những nhược điểm đó, ông Trần Văn Triệu đã tiên phong dùng phương pháp gieo hạt, trồng lúa trực tiếp vào chậu, rồi hàng ngày theo dõi quá trình sinh trưởng của chúng. Nó cũng khá là tốn công, bởi vì hiện tại trong thời điểm này là cây lúa nó hút nước rất nhiều. Mà mình được phải thường xuyên tưới, nếu không thì nó héo. Mà mỗi một khi tưới như vậy, gần một tiếng đồng hồ là mới rồi. Bên cạnh đó, vào thời điểm làm đồng, lúa là miếng mồi ngon của chuột. Vì vậy, xung quanh khu vực trồng, ông Triệu phải gian hàng rào kỹ lưỡng. Vì chỉ cần 1-2 con chuột vào được, thì 50-70 chậu lúa có thể bị phá hoại trong vòng một đêm. Ngoài ra, việc giữ cho chân lúa luôn trong tình trạng ngập nước là một điều mà người trồng lúa chậu phải hết sức lưu tâm. Thì cái mô hình này thấy cũng bắt đầu, cho nên là cũng chưa đánh giá hết được cái hiệu quả của nó như thế nào. Tuy nhiên rằng đây cũng là một cái hướng mà chúng tôi thấy rằng là nếu mà gọi là tốt thì cũng có thể chúng ta nhân rộng trong cái thời gian tới. Thì hiện nay thì tỉnh Hậu Giang cũng đang xây dựng cái mô hình này để làm cái cảnh quan. Chủ yếu là bố trí những cái con đường lúa gạo, rồi những cái điểm sân khấu, rồi kể cả trong các hội thảo. Tôi thấy là lúa trong chậu nó cũng đẹp, không thua gì cái hoa cảnh ở ngoài. Tôi thấy nó cũng thích thú, cũng im. Nữa mà cái mô hình có là tôi cũng sẽ làm theo thôi. Khi 10.000 chậu lúa này trổ đều, sẽ được mang đi trang trí cho Festival Lúa Gạo Quốc tế 2023 diễn ra vào giữa tháng 12 tới. Với mỗi chậu lúa như vậy, ông Triệu sẽ nhận được 5.000 đồng công chăm sóc. Còn giống, phân, thuốc và các chi phí khác đã được địa phương lo hết. Như vậy, chỉ sau hơn 2 tháng, ông Triệu đã có thể kiếm được 50 triệu đồng. Đây được xem là một khoản thu nhập khá trong thời điểm nông nhàn. Thì mình, cái mong muốn của mình á, là đem thử cho ra và con xem nói cây lúa như thế này, có thể là mình trưng trong ngày Tết, nó đẹp quá mà. Là cái này mình cũng rất mừng, thì cái đó cũng là một cái cơ hội để sau này mình có thể là người ta có nhu cầu mình trồng phục vụ Tết. Không dừng lại ở công năng là loại cây lương thực, nhờ sự sáng tạo đổi mới của nông dân, giờ đây cây lúa dần được công nhận với một vai trò, một giá trị mới. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, trồng lúa chậu sẽ trở thành một kế sinh nhai mới, giúp người dân tăng thêm thu nhập và có thể gắn bó lâu dài với cây lúa trên quê hương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Còn bây giờ, Tuân Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.